Mua xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. VinFast Lux SA 2.0 là một chiếc xe được nhiều anh chị và các bạn quan tâm về cái mức giá tiền, nó cũng rất là hợp lý. Khung gầm chắc chắn, động cơ mạnh mẽ, rất đáng để anh chị và các bạn có thể trải nghiệm về chiếc xe em đang cập nhật cho anh chị và các bạn ngay lúc này. Là một chiếc xe phiên bản Bay, sản xuất là năm 2019, xe có ngoại thất là màu đen. Nội thất ghế da được trang bị là ghế da màu nâu. Đã làm bánh với quãng đường là 100.000 km rồi. Xe thì vẫn còn bảo hành hãng, còn rất là dài, nên anh chị và các bạn mua xe về rất là an tâm. Để đảm bảo anh chị và các bạn mua xe về tránh được những cái rủi ro thì cửa hàng luôn khuyên khách hàng: mình mua xe về mình hãy mang qua một bên thứ ba, mình kiểm tra check test, đảm bảo an tâm, tránh được những cái rủi ro về xe tai nạn, ngập nước, mang đến cái sự an tâm hơn nữa trong quá trình sử dụng sau này. Với dàn lốp của chiếc xe thì đã được trang bị dàn lốp mít rồi, giúp cho anh chị và các bạn có thể vận hành, di chuyển chiếc xe một cách êm ái. Đây là những đường nét về gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ, hay là những phần tay nắm cửa, những phần lẹp mạ chân kính. Các đường nét của chiếc xe nó vẫn còn rất là cứng cáp và chất lượng sơn xi vẫn còn rất bóng anh chị ạ. Tuy vậy thì cũng có một vài vết xước cũng đã cho tỉa lại rồi, để đảm bảo cho chiếc xe trong tình trạng hoàn hảo nhất. Khung gầm, máy móc, động cơ, hộp số thì đảm bảo rõ cho anh chị và các bạn trên văn bản, nên các bác mua xe rất là an tâm. Với cái không gian cốp chứa đồ của chiếc xe thì em cũng sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua. Cốp của chiếc xe nó sử dụng là cốp cơ thôi anh chị ạ, chưa được trang bị cốp điện đâu ạ. Với bản full với cả bản plus thì nó sẽ được trang bị anh chị nhé. Đây là những cái chi tiết về những cái phần con ốc bản lề và những phần đường chỉ của chiếc xe, hay là những phần đinh tán. Mọi đường led thì nó vẫn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo cao. Cái không gian chứa đồ của chiếc xe thì nó vô cùng rộng rãi, do mẫu này là mẫu 7 chỗ anh chị ạ. Hàng ghế thứ ba mình không sử dụng đến thì mình có thể gập xuống để có một cái mặt phẳng để anh chị và các bạn có thể chứa được nhiều đồ. Khoang hành khách hàng ghế thứ hai thì ta sẽ cùng ngắm qua xem cái độ rộng rãi nó thế nào và những cái tiện nghi gì nó được trang bị trên cánh cửa. Với những phần cánh cửa thì nó sẽ có những phần táp ly bọc da và những chi tiết nhựa giả da, hay là những cái phần viền mạ chôm, những điểm mang đến cái sự nổi bật và sang trọng cho chiếc xe. Các thông số kính của chiếc xe thì vẫn là liền đời. Đây là những cái chi tiết bậc lên xuống này, táp ly này, phím bấm chức năng, tay mở cửa, mạ chôm. Các đường led nó vẫn giữ được độ đẹp. Bên trong thì nó sẽ có những cái phần con ốc bản lề và cột kèo của chiếc xe để anh chị và các bạn cùng cảm nhận xem nó có được ổn định hay không. Với những cái phần ghế ngồi của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể tham khảo qua. Với chất lượng ghế ngồi của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ đẹp. Đây là những cái phần cột này, hay là những phần con ốc khóa này của chiếc xe, nó vẫn giữ được form dáng, không hề có hiện tượng bị gò hàn sơn lại gì cả. Với không gian khoang lái của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể nhìn qua phần cánh cửa với những phím chức năng lên xuống kính, hệ thống chỉnh gương, gập gương. Với những cái phiên bản cao cấp thì nó sẽ có thêm cái cảnh báo vượt, nó sẽ nằm ở cái cột ở trên phần cánh cửa này. Nó sẽ khác biệt với một số dòng xe khác là ở trên gương. Ở vô lăng của chiếc xe này thì nó có tích hợp các phím điều chỉnh chức năng, như có cho anh chị và các bạn màn hình giải trí này, cần số, đề nổ, phanh tay điện tử. Tính năng thì nó không kém quá nhiều so với phiên bản cao cấp. Trải nghiệm của chiếc xe thì nó cực kỳ an toàn, khung gầm chắc chắn. Trong cái thời gian vừa qua sử dụng thì anh chị và các bạn có thể thấy được là những chiếc xe VinFast Lux SA nó mang lại cái sự an toàn cho người dùng như thế nào, và độ cứng chắc của chiếc xe đã được kiểm nghiệm rõ ràng. Máy móc của chiếc xe thì em cũng sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua. Với cái cố động cơ của chiếc xe thì nó sử dụng cố động cơ máy 2.0 turbo, nên nó có cái khả năng vận hành di chuyển đường trường hay là các cung đường một cách dễ dàng, cảm giác lái tốt. Với mức giá cho chiếc xe VinFast Lux SA 2.0 2019 665 triệu, giá vẫn còn giảm và thương lượng, hỗ trợ cho anh chị và các bạn đầy đủ các thủ tục sang tên di chuyển, giao xe toàn quốc. Với chiếc xe này thì đăng ký tên cá nhân chính chủ sử dụng từ đầu, cam kết rõ cho anh chị và các bạn các hạng mục của chiếc xe trên văn bản hợp đồng giấy tờ. Xe nguyên bản, không tai nạn, không ngập nước, có hỗ trợ ở thủ tục ngân hàng 50-70% giá trị xe. Tùy theo nhu cầu của anh chị và các bạn, hãy liên hệ theo số điện thoại trên màn hình hoặc qua trực tiếp
showroom Trung Đông Auto để có thể trải nghiệm về chiếc xe em đang cập nhật cho anh chị và các bạn. Rất cảm ơn các bác đã quan tâm và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của kênh Mua Bán Xe Cũ.